Rồi, xin chào. Bây giờ ngày hôm nay là lựa mấy cây gốc đỡ đẹp luôn này, bông búp này. Đây là cây dao rột đỏ nha. Đó, nó có lọc ạ. À. Rất là tàn tàn rất là đều luôn này, bông búp này ha. Lên nó ngọn luôn này. Ngọn nó này. Chưa tháo kim tri ra luôn. Đây cây số 1, để em đo thử. Cây số 1 này nó cao 90. 90 này. Đó. Không. Cao 90. Hồi tán rồi. Cái này tán rộng là gần 80 ạ. Gần 80 đến 80 ạ. Tàn ở này. Nó đổ đổ lọc ra rồi không? Cái giáo mà, giáo giờ đổ lọc hơn. Không tàn ấm không ấm tàn, nó có nhiều xương chi xương ké này. Đó, quay trực tiếp vậy vợ thấy cốt đẹp nha, dáng lông này, dáng lông cốt đẹp đớ này, đớ này rất là tuyệt vời luôn, có những cái rễ nối luôn này. Không. Rồi nó không đế nó quái không, nhìn đế nó quái đó. Chỗ đây không thấy nói đường lết, đường thoát thân nữa này, đi lên này không kêu cái này đẹp lắm. Rỡ nó trồi lên luôn này, quay lên cao quay xuống đó không đó, thấy rồi đó. Rồi, quay nhanh chứ còn không có thời gian nữa. Cây số 2. Cây số 2 này là cái gốc nó cũng rất là đẹp nha, nhìn nó rất là cầu kỳ nè. Như một cái con gì nó nằm luôn nè. Nó dốc nhọn lên trên, thân nó dốc nhọn lên trên nè. Nó không có bị một cái loại vết kích nào ngang hết á. Nó dốc nhọn lên trên ở đường ngọn này. Đây là ngọn nó nè. Không, tàn kín đều hả? Bông búp thì nó mọc đều hơn trên tất cả các chi luôn. Đó, nhìn rất là thẳng luôn ha. Nuôi mà, trồng trong mấy cái chậu xi măng nhìn nó không mát mát thôi chứ mà. Giờ có điều kiện thay ra chậu men nhìn nó mới giá trị coi. Da yeah, nó này. Giờ nó đổ xù này. Già đi nha, cây này già lắm rồi. Lựa những cây mà gốc đỡ đẹp nữa. Hai cây này là hai cây dao đọt đỏ hết nha. Hai cây dao đọt đỏ. Mấy cây này nó không đều nên không có chọn. Hai cây đó. Quê chỗ đây. Chỗ đây là cái cây này nó trên 2 triệu. Không, gốc đớ, cái này gốc đớ khủng luôn, úp bàn tay luôn này. Hôm nào đi xe tái bóp còi kìa, gốc đớ xù này, đớ nôm luôn này, đó, coi già xù rồi. Thấy phần trống bên kia luôn ha, đấy, rỡ nó trồi lên trên. Này giống như cái đuôi con voi luôn nè. Đường thoát thân nó nè. Không, đẹp không? Lần búp lên tới ngọn luôn nè ha. Có những cái nó muốn xì ra luôn nè. Những búp này nó muốn xì ra luôn. Lựa chọn những cây gốc đỡ đẹp khủng. Đỡ nằm khủng luôn hả? Coi nhìn cái cổ coi. Dè lắm rồi nè, nhìn cổ coi lắm. Cái này giá trị cao á. Này 3 triệu. Không, gốc đỡ bên trong kìa. Đó.
thăng lực lượng lên này. Bóp dài là vừa. Đó. Nó có những cái nụ bung gần tới lớp vỏ màu vàng luôn là nó bung ra. Tuần hơn tuần nữa là nó bung đều hết luôn. Bóp to, bóp chó, bóp nhỏ, có bóp nở, bóp chơi, nhìn nó dễ thương. Bông chùm hả? Bóp chùm hả? Đó, cái đây đo thôi. Cái này nó chiều cao là 90 nè. Đó. Chiều cao coi 90. 90 hơn nhưng mà mình đo ngồi ước chừng hả? Lấy số chẵn hả? Đó, rất là đẹp. Và hai cái cây rìa hơn rồi những cây trâu được giao lưu. Đó. Đây là cây thứ tư. Cây thứ tư này bông là hoa dao tám cánh nha. Hoa dao tám cánh. Nhìn hoa nó bông búp nó này. Cũng là một cây dân lông nha. Gốc đớ nó to lắm. Gốc đớ nhìn trong video nó không rõ lắm chứ mà ngồi to lắm. Ba ngón tay mình nè. Thân, vòng thân nó là ba ngón tay nè. Cái tay tán nó đều hết luôn rồi. Rồi. Quay hai cây nữa rồi. Hết coi, hết coi chơi được rồi. Còn cái đây. Đây bông búp nó cũng ok đó. Dao á. Cái đây là dao hết á. Bây giờ cúc nó nở thì lìa hết rồi. Bông búp chùm này. Búp nó mọc đều hết. Trên nhìn xuống luôn hả? Đổ lọc non không sao đâu. Nói chung cây sung này nó đổ lọc non là chuyện bình thường. Chiều cao cây này 1 mét. Rồi 1 mét được ạ. Số đẹp 1 mét. Nói chung là từ 80 đến 1 mét là số nó đẹp. Nhìn nó form dáng nó gọn gàng. Cao quá không liêu nghiêu mà thấp quá nhìn nó cũng không sang. Bờ rộng tán của nó là 80 nha. Bờ rộng tán là 80, cao 1 mét rồi. Dốt bằng góc đớ nữa mình nghĩ. Góc đớ nó này. Một cái rễ chuột nó của nó là nó nhỏ hơn con cá một chút. Chứ phải nó, nhưng mà nó lại to hơn cái ngón ở giữa. Chắc nó ngang con trỏ. Đường thoát thân của nó lên rất là đẹp nè. Nhìn lên trên nè. Giống như một ốc sên luôn ha. Nhìn dài giống như ốc sên nè ha. Cú đớ lên ngọn là dốt nhọn nha. Nó không có bị vết cắt nào hết nè. À, quay từ đỉnh cao quay xuống thấy không gốc đớ không. À, cái này gốc đớ đẹp hết á. Người ta nói nhất đớ nhì thân mà. Gốc đớ đẹp, coi giá trị. Thay chậu men nữa càng giá trị hơn chứ chậu xi măng nữa. Rồi. Xin phép dừng video.